Thứ nhất là chest voice, người ta còn gọi là giọng ngực. Thứ hai là mid voice, người ta còn gọi là giọng hòa trộn. Thứ ba là head voice, người ta còn gọi là giọng ốc. Xin chào các bạn đã đến với những video học hát nhanh của tôi. Tôi là thầy Phong Hay Nói. Các loại giọng là một kiến thức chuyên môn sâu, giúp cho các bạn có thể điều khiển giọng hát của mình chuyên nghiệp hơn, linh hoạt hơn. Nắm được các loại giọng và cách tạo ra âm thanh của các loại giọng đó, giọng hát của bạn sẽ trở nên hay hơn và đẳng cấp hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ba loại giọng cơ bản. Thứ nhất là chest voice, người ta còn gọi là giọng ngực. Thứ hai là mid voice, người ta còn gọi là giọng hòa trộn. Thứ ba là head voice, người ta còn gọi là giọng ốc. Ba loại giọng này thể hiện cho ba công dụng khác nhau. Chest voice là giọng ngực, chuyên dùng để xử lý những âm thanh trung và trầm. Mid voice là giọng hòa trộn, chuyên xử lý những âm thanh trung và cao. Head voice là giọng ốc, chuyên xử lý các âm thanh cao và siêu cao. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện. Đầu tiên các bạn đưa hơi và âm thanh lên trên vùng môi, tạo ra âm hu hu hu. Đó là nơi đầu tiên chúng ta phát âm thanh ra. Giữ ngay môi của mình và kéo nó xuống. Lúc này ngực của chúng ta cảm giác rung lên. Các bạn hãy làm theo. Nhớ đưa âm thanh lên trên vùng môi của mình, môi và răng. Và đưa nó xuống. Giọng ngực lúc này bắt đầu có một cái độ rung nhất định ở ngực. Và sau đây chúng ta đưa lên. Đó là cách để chúng ta tìm hiểu cảm giác của chest voice. Bước thứ hai, chúng ta tìm hiểu cảm giác của mid voice. Mid voice là vùng hòa trộn được tạo ra trên các xoang mặt, gồm có xoang hàm, xoang má, xoang trán, xoang mũi. Phương pháp tập luyện vẫn như vậy, đặt âm hu ngay miệng. Và sau đó đưa thẳng lên trên cao ngay chỗ vùng gò má, vùng trán của mình. Đẩy nhẹ lên. Bắt đầu chúng ta có cảm giác rung nhẹ ở phần gò má, mũi và trán. Thật là nhẹ nhàng, không gồng, không căng thẳng gì hết. Chúng ta chỉ cần đẩy hơi lên thôi. Tập dần dần chúng ta sẽ có một cảm giác về kỹ thuật mid voice. Kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật head voice. Cũng như vậy, nhưng chúng ta đưa cái hơi từ âm hu, chúng ta đưa ra phần phía sau hót của mình và đưa lên cao. Đó là sau óc, bởi vì phần âm óc, giọng đầu của mình phần lớn nó đều nằm ở phía sau đây. Khi đó chúng ta hãy đưa xéo ra phía sau của mình thật nhẹ. Chúng ta hãy làm lại một lần nữa. Khi mà chúng ta đưa ra âm ốc, chúng ta có cảm nhận phần xoang của chúng ta cũng rung lên. Bởi vì mid voice là bộ phận phần âm thanh hòa trộn của giọng ốc với giọng head voice và giọng ngực, thì lúc đó nó sẽ bị ảnh hưởng phần nào khi chúng ta đạt được âm thanh head voice. Và sau đây chúng ta sẽ kết hợp ba loại giọng đó vào nhau. Đây là kết hợp hai loại giọng cùng một lúc. Tiếp theo chúng ta sẽ kết hợp ba loại giọng cùng một lúc. Các bạn thấy không?
Chúng ta đưa hơi từ miệng xuống ngực, đưa lên vùng má và trán của mình, gò má và trán, và sau đó đưa thẳng ra phía sau, đưa xéo ra phía sau. Chúng ta làm lại nhé. Vâng, hãy cứ tập luyện thường xuyên để chúng ta thuần thục và làm quen với ba loại giọng cơ bản. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Hãy nhớ like, share và nhấn vào chuông, tôi sẽ gửi những video mới nhất đến cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.